Ok và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Ender đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với năm thế giới Minecraft cực kỳ độc lạ mà các bạn có thể chưa giờ biết ở trong Minecraft. Nhắc đến thế giới Minecraft, ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ đến ba loại thế giới. Đầu tiên đó chính là thế giới Minecraft mà các bạn hay chơi, hay còn gọi là thế giới Infinity. Và loại thế giới tiếp theo đó chính là thế giới siêu phẳng. Thứ duy nhất tồn tại ở nơi này đó chính là một mặt phẳng dài vô hạn. Và loại thế giới cuối cùng đây chính là thế giới Âu. Thì đây là một loại thế giới độc quyền chỉ có ở trên phiên bản Minecraft PE, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị xóa mất rồi nhá. Thế giới này đơn giản nó cũng giống như là thế giới Infinity thôi, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn ở một cái khoảng cách nhất định. Các bạn cứ tưởng tượng nó là thế giới Infinity nhưng mà phiên bản nhỏ ấy. Và đó chính là ba loại thế giới cơ bản của Minecraft. Nhưng mà các bạn có thể chưa biết đấy là ngoài ba loại thế giới này thì Minecraft còn những cái loại thế giới cực kỳ độc lạ. Một vài cái thì vẫn còn tồn tại đến bây giờ, nhưng mà có một vài cái đã bị xóa sổ khỏi Minecraft vì một lý do nào đó mà chẳng ai biết được. Và nếu như các bạn muốn biết những cái thế giới này là gì thì hãy đừng quên xem đến cuối video nhá. Và trước khi các bạn xem video này của mình thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đeo thêm mấy nút đăng ký. Và cũng đừng quên nhấn vào quả chuông để sớm nhận được các thông báo về các video mới nhất của mình nhá. Và loại thế giới đặc biệt cũng như là cực kỳ độc lạ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái loại thế giới. Chỉ có điều đấy là các bạn nào chơi phiên bản điện thoại thì sẽ không thể nào có thể thấy được cái loại thế giới này đâu, bởi vì nó sẽ chỉ tồn tại ở trên phiên bản Minecraft Java Edition. Bằng cách lúc mà các bạn tạo thế giới đây thì các bạn sẽ bấm vào Mode World Option và sau đó chuyển sang đó là Single Biome. Sau đó các bạn sẽ bấm vào nút tùy chọn và sau đó thì các bạn sẽ chọn một cái loại biome nhất định. Thì ở đây mình sẽ chọn biome bãi biển nhá. Wow, xung quanh thế giới bây giờ toàn là sa mạc đúng không? Có phải sa mạc không nhỉ? Không phải đâu nha. Thì như các bạn có thể thấy, hiện tại tất cả các biome trong thế giới Minecraft đều là biome bãi biển. Và tùy vào các biome mà các bạn lựa chọn thì thế giới Minecraft nó cũng sẽ có những cái thay đổi khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn vào biome Deep Dark để xem thế giới Minecraft nó sẽ biến đổi như thế nào. Ồ, và như các bạn có thể thấy, khi mà mình chọn biome Deep Dark nhìn bình thường ấy thì các bạn sẽ thấy là nó không khác gì một cái biome bình thường cả. Nó không khác gì một thế giới Minecraft bình thường, nhưng mà chỉ có một cái điều, đấy là có vẻ như là thế giới này đã hoàn toàn bị thống trị bởi Deep Dark. Bây giờ trên ngay cả ở trên mặt đất luôn nhá, đều có sự xuất hiện của những cái, đây là cái Skull Sensor này. Nghĩa là bây giờ thế giới này là một thế giới cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bạn lơ đẩy một tí thì ngay lập tức có thể triệu hồi ra được một con Warden. Hầu hết thế giới Minecraft đều đã bị Deep Dark thống trị mất rồi các bạn ạ. Wow, một cái cảnh tượng giống hệt như là địa ngục vậy. Và mọi chuyện sẽ diễn ra thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nếu như thay vì các bạn chọn những cái biome ở thế giới bình thường thì bây giờ các bạn sẽ chọn các biome đến từ thế giới khác. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn biome địa ngục nhá, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình chọn biome địa ngục khi ở trong Overworld. Và như các bạn có thể thấy thì đây chính là hình dạng của thế giới khi mà nó là biome địa ngục. Wow, phía trên các bạn có thể thấy là không có bất kỳ một cái loại cây nào sinh sống, và đồng thời cũng không có bất kỳ một sinh vật nào cả. Ôi, có cả cái pháo đài luôn này. Ôi, có cả cái pháo đài. À không, đây là cái đền thờ thần lợn của cái bọn Piglin này. Vãi nồi. Ok, và trong đây thì có một đống những cái con Pigman và các loại cây cỏ đấy, màu nó cũng trông khá là kỳ lạ. Gác bây giờ xuất hiện ở khắp mọi nơi, thậm chí có cả những cái con magma creep nhảy khắp xung quanh. Bầu trời thì xuất hiện một cái làn sương đỏ đến từ một nơi nào đó mà chúng ta cũng không thể nào biết được. Đặc biệt hơn nữa, khi mà các bạn chỉnh thời gian xuống buổi tối, sau đó sử dụng một lọ thuốc nhìn đêm, các bạn sẽ thấy bầu trời của thế giới Minecraft bây giờ đều bị nhuộm một cái loại sắc đỏ không rõ nguyên nhân. Cảnh tượng này hệt như là địa ngục trần gian vậy. Và loại thế giới đặc biệt tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái loại thế giới mà có lẽ là các bạn sẽ không bao giờ có thể trông thấy được ở trong các phiên bản hiện tại, bởi vì nó đã bị xóa cách đây hơn 10 năm rồi. Và thế giới này có tên là Paradise, hay dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thiên đường. Và mình đính chính nhá, đây không là một cái chiều không gian nào đó tên là thiên đường, cũng như đây không phải là một cái sự lừa đảo gì hết. Thế giới thiên đường đã thực sự tồn tại ở trong Minecraft cách đây hơn 10 năm, nhưng mà bởi vì một cái lý do nào đó nó đã bị xóa sổ. Và nếu như các bạn nào đã xem cái video công thức chế tạo giáp len của mình thì chắc là các bạn cũng
sẽ biết cái thế giới mà mình đặt chân đến vào lúc đó nó không phải là một cái thế giới bình thường, mà nó là một cái hòn đảo bay lơ lửng ở trên bầu trời. Ok nhá, thì hiện tại mình đang ở trong cái phiên bản Minecraft có chứa cái thế giới thiên đường, và đây chính là cái phần tạo thế giới này. Ở phần đầu tiên này thì đó chính là phần loại thế giới. Loại thế giới thì chúng ta sẽ có như kiểu là Iceland này, à đây rồi, chính là đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn đây là square này, long này, deep. Cái này thì mình cũng chưa hiểu cái này là cái gì nữa. Rồi, nói chung là mình sẽ chọn long nhá. Và tiếp theo là size thì mình sẽ chọn là hue. Và cái phần quan trọng nhất để khiến cho nó giống như kiểu thiên đường, đây là các bạn sẽ chọn là cái chủ đề này, thì các bạn sẽ chọn sang đây là, đầu tiên là hell, nghĩa là địa ngục này. Paradise, đó, đây chính là thiên đường. Normal, ok, mình sẽ chọn là paradise nhá. Và nơi mà mình bắt đầu sinh ra đây, đây là một cái căn nhà gỗ. Yeah. Và như các bạn có thể thấy, đây chính là thế giới thiên đường nhá. Và cái phiên bản thế giới thiên đường này này, nó vẫn tồn tại cho đến tận các phiên bản 116, 117 cơ. Nhưng mà cái sự khác biệt đấy, đấy là cái phiên bản này chính là thiên đường thực sự. Và đây, khi mà các bạn nhìn xuống dưới này, các bạn có thể thấy là ở phía dưới là mây nhá. Nghĩa là cái thế giới mà các bạn đang đứng thực sự chính là thiên đường. Wow, trông thực sự ảo các bạn nhở. Ở phía dưới chúng ta có mây này. Và đến tại các phiên bản sau này, đấy là phiên bản 1.14.2, các bạn vẫn có thể tìm thấy cái bản đồ thiên đường này. Đây chính là nó. Sau đó các bạn sẽ bấm vào phần tùy chỉnh và chọn thế giới, đấy là Floating Iceland. Sau đó thì đơn giản là chỉ thế thôi. Và các bạn có thể thấy là ở trong các phiên bản này thì chúng ta vẫn còn tồn tại cái bản đồ thiên đường. Nhưng mà thiên đường bây giờ trông nó lạ lắm. Các bạn có thể thấy đó, cái thiên đường ở bản này thì mây lại ở phía trên đầu. Đã gọi là thiên đường đấy, mây phải ở phía dưới đúng không? Đó. Và các bạn, khi mà các bạn nhìn xuống dưới, thay vì nhìn thấy màu trắng thì bây giờ ở phía dưới nó là màu đen xì luôn. Nhưng mà hiện tại sau phiên bản Minecraft 1.18 thì cái bản đồ thiên đường đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Minecraft. Và thế giới Minecraft đặc biệt tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thế giới Minecraft. Mà nếu như các bạn chỉ nhìn sơ qua thì các bạn sẽ thấy là đây có vẻ như là một thế giới Minecraft khá là bình thường, cho đến khi mà các bạn phát hiện ra cái điểm vô cùng quái dị của nó. Đấy là đôi khi ở trên mặt đất các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái khúc gỗ. Các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ có những cái khúc gỗ ở trên mặt đất, có vẻ như là được một ai đó đặt ra. Thực sự mình cũng không biết cái thế giới Minecraft này nó như thế nào nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ở trong những cái khu rừng ấy, đôi khi sẽ có những cái khúc gỗ, những cái khúc gỗ mà nó được đặt ra như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử đào ở phía dưới cái khúc gỗ này nhá, để xem chúng nó. Ủa, sao cái khúc gỗ sao nó dài thế nhở? Và mọi chuyện thì vẫn là bình thường cho đến khi mà mình phát hiện ra có một cái cây và nó bị lộn ngược. Thì ra cái mà mình thấy từ trước đến giờ nó là một cái cây các bạn ạ. Và cái cây này nó bị lộn ngược. Những cái khúc gỗ bị cắm đầu xuống dưới này này, thực chất nó là một cái cây. Nhưng mà bởi vì một cái lỗi nào đó nên tất cả những cái cây này, thay vì nó được tạo ở trên mặt đất như bình thường, thì bây giờ nó lại bị lộn ngược. Và điều này thực sự khá là quái dị. Và khi mà các bạn chơi ở trong phiên bản này thì các bạn sẽ bắt gặp được rất là nhiều những cái cây như vậy. Đấy, đây là một cái cây, thậm chí đây là một cái cây lớn nhá, nó đã bị lộn ngược, trông cực kỳ quái dị luôn. Đôi khi các bạn có thể gặp được hai cái cây bị dính liền vào nhau. Và đây là một điều bất khả thi. Những cái điều kỳ quái như vậy chỉ xảy ra ở trong phiên bản Minecraft 18W06A. Nếu như các bạn nào có máy tính đấy thì các bạn có thể vào và chơi thử, 100% các bạn sẽ bắt gặp những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy. Và loại thế giới siêu dị tiếp theo tiếp tục là một loại thế giới chỉ có trên phiên bản máy tính, và hiện tại thì nó đã bị xóa mất tiêu mất rồi. Bằng cách là khi mà các bạn tạo thế giới, sau đó chọn loại thế giới tùy chỉnh. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử bấm một nút tùy chỉnh này. Thì như các bạn có thể thấy, đây là một loại thế giới mà các bạn có thể tùy chỉnh theo bất kỳ cách nào mà các bạn muốn. Ví dụ như ở đây các bạn có thể chọn là thế giới có hay không hang động này, có sông hô hay không, có mai sát hay không, có làng hay không, có ngôi đền hay không. Nói chung là các bạn có thể tìm thấy bất kỳ tất cả những cái thông tin ở đây. Ở đây thì thậm chí các bạn có thể chọn ra những cái spawn tree, là các bạn có thể thêm cây ở trong những cái khu rừng này. Đấy, thực sự là có rất là nhiều các sự lựa chọn. Hầu như tất cả các sự lựa chọn nha, các bạn đều có thể tìm thấy được ở trong đây. Và thực sự là để học được hết cái đống này thì chắc là mình cũng đến nổ não mất thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nghịch một vài cái linh tinh lang tang của cái này nha. Đây, để xem khi mà thế giới mình tạo ra liệu trông nó sẽ như thế nào. Đây, spawn size, spawn tree. Đây, mình sẽ kéo lên 255 là mắc rồi nhỉ. Đây, biển lava à? Bật chứ, sao lại không bật. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử tạo cái thế giới loạn xì ngầu mà mình vừa tùy chỉnh xong nhá. Đây, để xem liệu thế giới này trông nó sẽ hình thù của nó, không biết trông nó sẽ như thế nào đây. Thật sự là rất là mong chờ. Ngay lập tức thì cái chỗ tọa độ mình tạo ra là 255. Vãi nồi. Ừ, các bạn ơi, những cái cây bởi vì bị giới hạn chiều cao ấy, thế nên
nó đều bị đứt hết cái gốc này. Rồi đây mình sẽ xem nhà của bọn dân làng này. Ok, và như các bạn có thể thấy thì nhà của bọn dân làng bây giờ nó đều bị mất hết tất cả những cái nhà, bây giờ chỉ còn mỗi cái móng. Ok, và lần này mình sẽ thử sửa cái loại thế giới nha sang một loại khác để xem liệu trông nó sẽ như thế nào đây. Và lần này mình sẽ chỉnh xuống một vài cái xuống không này, ở đây cao lên này, thấp đi, cao lên, thấp đi, cao lên, thấp đi, cao lên. 2000 years later. Và tạo thế giới để xem thế giới này của mình trông nó liệu sẽ như thế nào đây. Và lần này thì dude, what the hell man. Dude, các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở tọa độ 246 và dude, cái nồi gì đang xảy ra đây các bạn ơi. Eo, và mình có vẻ như là mình đã vừa tạo ra một cái thế giới rất là khủng khiếp. Wow, và đây là cái thế giới đấy mà ở đây toàn những cái ngọn núi mà cao đến tận trời xanh luôn. Và nếu như cái thế giới này thực sự tồn tại ngoài đời thì chỉ cần chúng ta trượt chân một cái là coi như là niệm luôn. Ok, và mình sẽ thử nghiệm lần cuối cùng nhá, để xem lần này mình sẽ tạo ra cái loại thế giới nào đây. A few moments later. Ok, và tiếp tục đây, để xem lần này mình sẽ tạo ra loại thế giới gì nhá. Và lần này có vẻ như là mình cũng đang đứng ở một vị trí khá là cao. Có vẻ như lần này cũng giống như thế giới vừa nãy, nhưng mà ủa sao bây giờ Ok, và có vẻ như là mình lại tạo ra một loại thế giới mới rồi các bạn ạ. Và lần này thì ôi, các bạn không tưởng tượng đâu, trông khủng khiếp thực sự luôn. Toàn những cái hòn đảo bay lơ lửng này, và những cái dãy núi thì có hình thù thực sự hết sức là kỳ lạ. Oh my god. Thực sự rất là kinh khủng. Đấy, đây là những cái thế giới mà chắc chắn là sẽ không thể nào tồn tại được ở bình thường, mà chỉ có thể tồn tại được ở trong cái thế giới tùy chỉnh này mà thôi nhá. Tiếp theo, vẫn là một thế giới độc quyền của phiên bản Minecraft PC mà phiên bản điện thoại không có. Khá là đáng buồn cho các thanh niên chơi điện thoại. Tương tự như lúc mà các bạn vào thế giới tùy chỉnh, nhưng mà lần này nó sẽ hơi khác một tí. Đấy là ở phần World Tile. Thay vì các bạn nhấn như bình thường thì bây giờ các bạn hãy thử nhấn Shift, sau đó bấm vào 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái loại thế giới mới, đó chính là Debug Mode. Và đây là một cái loại thế giới đặc biệt dành riêng cho nhà phát triển. Nhưng mà có một vài thanh niên bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể tìm ra được cái thế giới này. Và các bạn có thể thấy đây chính là thế giới Debug Mode. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ sáng tạo nha. Và các bạn có thể thấy khi mà các bạn vào trong thế giới này đấy, tất cả những cái block ở trong Minecraft ở bất kỳ hình dạng nào đều sẽ được thể hiện ra một cách đầy đủ nhất. Đó, ví dụ như là đây là block mầm cây này. Đó, đây là đuốc này. Ôi, đuốc lơ lửng luôn. Kỳ diệu dữ vậy. Và ở đây thì nãy giờ mình để ý thì lửa cũng lơ lửng luôn này. Vãi cả cháy. Đây là ở đây, bên đây thì chúng ta sẽ có đá đỏ này. Đó, và hầu hết tất cả các block ở đây nhá đều ở trong trạng thái lơ lửng, và mình cũng không biết làm sao mà Mojang có thể làm được điều này. Và thế giới này thực sự rất là kỳ diệu luôn. Và rõ ràng đây là thế giới dành cho các nhà phát triển game để kiểm tra những cái lỗi ở trong các phiên bản của họ á. Và mặc dù đây là một thế giới khá là thú vị, nhưng mà có vẻ như là nó đã bị xóa mất rồi các bạn ạ. Bằng chứng là khi mà mình cũng làm tương tự nhưng mà ở trong phiên bản mới nhất thì như các bạn có thể thấy, mình không thể nào tìm thấy được loại thế giới debug, và có vẻ như là nó chỉ tồn tại ở trong các phiên bản cũ mà thôi. Và sau năm loại thế giới vô cùng đặc biệt thì video của mình chắc là cũng chỉ đến đây mà thôi. Và nếu như các bạn thấy video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đặt thêm một nút đăng ký để giúp mình thêm động lực làm video mới nha. Bye bye.